SCTV1 quy tụ dàn diễn viên hài lừng danh hai miền Nam Bắc, các tiểu phẩm hài đặc sắc, các chương trình hài ấn tượng, hài hiện đại, hài cổ trang. Bạn cũng sẽ được thưởng thức các bộ phim hài của Việt Nam và thế giới, vừa vui nhộn dí dỏm, vừa đả kích sâu cay và đậm chất nhân văn. Quan niệm một nụ cười bằng 10 khăn thuốc bổ của người xưa càng đúng trong thời đại ngày nay. Kính mời quý khán giả cùng đón xem kênh hài SCTV1 để có được những tràng cười bất tận. Đẹp quá. Anh đã về đến làng này nhá, thì anh phải xuống xe. Anh xào tôi rồi, anh xào tôi. Ông phu ông ơi, chuyện xưa tích cũ mà ông nhắc lại làm cái gì vậy ông?